Tôi tên là Trần Lê Minh, nhân viên tư vấn định cư tại Community Family Services of Ontario. Người mới đến ở Canada có thể là nhiều phương diện như tị nạn, di cư và di tản là các tầng lớp đặc biệt dễ tổn thương đối với nạn buôn người, lý do vì chúng đang trốn chạy chiến tranh và bạo lực hay đang tìm một cuộc sống năng đỡ tốt đẹp hơn. Rủi ro của những người mới đến bị tổn thương nhất bởi nạn buôn người, di cư lý do cho chiến tranh, bị ép buộc phải rời bỏ quê hương của họ, nghèo nàn vì nghèo, về tài chính khó khăn, kỳ thị chủng tộc bị kỳ thị, trở nên cô lập, rào rán ngôn ngữ, không biết tiếng ngoài, thí dụ như là Anh ngữ, sự nghiện, thí dụ như sử dụng ma túy, hay là lên mạng tổ thương, lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm và tiếp cận và dễ bị dụ dỗ. Sức khỏe tâm thần có rất nhiều hình thức buôn bán người, các hình thức bóc lột của nạn buôn người như sau: mại dâm, bóc lột tình dục, sức lao động, dịch vụ nô lệ, cưỡng bức nô lệ khổ sai, thường bị ép làm việc 12 giờ một ngày, thậm chí lên 15 giờ đến 16 giờ một ngày mà không được trả tiền công hợp lý hoặc được trả rất ít. Cầu xin ăn, đối tượng thường hướng tới trẻ em dưới 16 tuổi, đến từ những vùng nông thôn, tội phạm, cưỡng bức làm việc, trái phép, kết hôn, một giới hôn nhân trá hình, bị lừa cưới rồi bán, cắt bỏ nội tạng, lấy các bộ phận cơ thể để làm bán cho những nhóm tội phạm hay tổ chức trái phép. Để rõ rằng, nạn nhân nặng buôn người có thể bất kỳ chủng tộc, tuổi tác hay giới tính. Nó có thể được mô tả như một chế độ nô lệ của thời hiện tại.